Ba mẹ có đặt tên cho con tên tiếng Anh nào không? Alo. Dạ. Ủa, con nghe cô nói không? Nghe. Ừ, tại cô thấy con hơi mờ. Dạ. Hôm nay là 6 tháng 5 đúng không? Rồi, hôm bữa là có học với cô Philippines rồi, thì bây giờ là cô Trang, thì cô sẽ hướng dẫn cho con, là bởi vì cô là cũng là tiếng Việt luôn nên cô sẽ trọng tâm cho con hơn về cái phần ngữ pháp một chút. Tuy nhiên do hôm nay là buổi học thử thì có gì là mình sẽ kiểu quen với nhau một chút ha. Dạ. Ừ, nói chung là cứ con mình thoải mái thôi, không có gì đâu. Rồi bây giờ mình thử. À khoan, trước khi vô bắt đầu với cho cô hỏi á, là bố mẹ có đặt tên cho con một cái tên tiếng Anh nào không? Ví dụ như là Eric hoặc là James hoặc là gì đó. Dạ không. Không hả? Ừ, con có thể hết buổi hôm nay thì con có thể suy nghĩ nha. Suy nghĩ thử là có tên tiếng Anh nào mà mình thích không? Xong rồi con có thể hỏi hỏi mẹ, hỏi bố nè. Con gọi là bố mẹ hay là ba má? Dạ. Như vậy á, thì trong quá gọi mình học mình cả khi con học với giáo viên nước ngoài á dễ hơn. Bây giờ mà mình bây giờ cô sẽ share màn hình nha. Dạ. Rồi. Chờ một chút. Trần. Từ từ. Quay lại. Đây, đặc biệt dành riêng cho Gia Huy nha. Ok. Rồi, hello Gia Huy. Welcome to my class. Bây giờ bắt đầu nha. Thì cô sẽ nói tiếng Việt nhiều. Con quen từ từ ha. Thì đầu tiên á, là vô là mình sẽ ôm lại chào hỏi ha. Ôm lại chào hỏi. Bây giờ mình chào hỏi với nhau đi. Ủa, con còn thấy mặt cô không? Không thấy mặt cô hả? Mình chào hỏi là mình phải thấy mặt nhau. Từ đợi, đợi cô một chút, cô làm cái này. Học cái gì cũng thấy mặt con rồi chứ không thấy mặt cô đâu hết. Rồi, thấy mặt cô chưa? Thấy không? Thấy mặt cô không? Rồi, ok. Rồi, giờ mình bắt đầu nha. Thì, ok. Hello. What's your name? Name Yes. Are you curious about my name? Ask me, Yahi. please. Là con trả lời xong rồi con hỏi lại cô chứ không hỏi xong cô buồn á. Lại cô tên gì đi? Giả bộ như mình chưa gặp nhau luôn, chưa biết gì hết á. What's Yes, thank you for asking me. My name is Jane. You can call me JC. How old are you? name? How old are you?
I am 10 years old. Yes, 10 years old, little boy, okay. And hỏi lại cô đi. How are you? Yes, I'm 29. Yes. And how are you today? I am happy. Happy. Yes. I'm happy too because thank you. I'm excited because today I meet you and I have milk tea. I don't know if you can see it. Do you like milk tea? Yes. Trà sữa? Yes. Me too. Rồi, bây giờ mình lại nha. Hồi nãy là bạn nhát thôi, hồi nãy là bạn nhát thôi. Nhìn cô này, nhìn đi đâu vậy? Ai này, bây giờ nha, hồi nãy á, là đầu tiên là mình hỏi đúng không? Thì hồi nãy là coi như là bạn ý là nhá, nói trước là để thử cái phản xạ thôi ha. Thì á là ok là trong một cuộc đối thoại á, thì ví dụ khi người khác hỏi con tên là gì, thì coi như mình chưa biết nhau á, khi người khác hỏi con tên là gì thì con trả lời dễ là ok, good job. Nhưng mà sau đó là mình sẽ hỏi lại. Mình lịch sự mà, mình hỏi lại người ta tên gì. Đó, thì con hỏi lại. Sau khi người đó trả lời, người đã hỏi con tiếp. Thì ok, lúc này là mình cũng hỏi lại. Thì cái khúc mà how are you á, thì hỏi là có khỏe không á. Thì ngoài cái cách mà con mình lặp lại trang câu hỏi, hoặc là nếu mà mình hỏi ngắn gọn hơn á, thì mình có thể là what about you? Hay là and you, thì chú nói là con có biết chưa? Dạ rồi. Dạ rồi đúng không? Ừ. Thì có nhiều cách lắm. Từ từ mình lúc mình sử dụng cái này, mình thích mình sử dụng cái kia. Rồi cái khúc sau á thì cô lúc mà nói là con happy, thì nếu mà được nha, thì mình sẽ thêm một chút đó là tại sao mình happy. Rồi đời á thì cô nói là hôm nay cô cũng happy nè, nhưng mà lý do là bởi vì hôm nay có gặp Gia Huy nè, xong rồi với lại là cô có trà sữa. Không, cái này là bình giữ nhiệt, nhưng mà ý là cô thèm trà sữa quá. Trước đó là cô mua trà về cô pha với sữa đặc để làm thành trà sữa tự uống ở nhà cho đỡ thèm. Rồi, bây giờ con sẽ nhìn bên góc trái của màn hình á, là có cái slide của cô, là cái file có hai bạn nam và bạn nữ đúng không? Cái có bài giảng đúng không? Ừ rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ ôn lại một chút nha. Thì là cái cấu trúc câu này á là hello, how are you? I'm fine, thank you. What's your name? Thì như hồi nãy cô nói là cái này là cô chỉ để một chiều thôi là cho con xem, nhưng mà có gì mình sẽ hỏi qua và hỏi lại. Câu trúc bình thường sẽ là I'm fine, thank you. Tại sao có chữ thank you ở đây là mình lịch sự. Giờ người ta hỏi thăm sức khỏe của mình trả lời xong thì mình sẽ thank you. Cảm ơn vì đã hỏi thăm sức khỏe của mình. Thì ở cái khúc chỗ này nha, thì ở đây cô sẽ mở rộng ra thêm một chút. Tức là con sẽ thấy ở đây có cái mắt này. Nếu như mà mình rất là vui thì mình sẽ trả lời là great, thank you, how are you? Hoặc là như câu hồi nãy á, ví dụ như là happy, hoặc là I'm so excited. So excited kiểu như là con hào hứng. Hào hứng là nó là hào hứng á. Bây giờ như là ví dụ như con đang đứng trước cửa nhà con chơi, ba má chuẩn bị dắt con đi chơi. Xong rồi cô là hàng xóm, cô đi ngang qua, cô hỏi: "Hey, Duy ơi, em có
con có thể trả lời là yes, I'm so excited. I'm gonna go to the zoo. Là chuẩn bị đi sở thú hoặc là con chuẩn bị đi đâu đó. Thì trong trường hợp này thì mình có thể thay đổi linh hoạt. Nó happy thì cũng được. Không sao hết ha. Tức là tùy cái tâm trạng của mình. Còn trong trường hợp mà mình ít vui hơn một chút. Nha, muốn giảm nha. Cái đây là đang cười té té nè. Ít vui hơn một chút thì có thể good taste and you. À, cái này là một câu ngắn thôi nhưng mà gồm ba ý nha. Con có thể tách ra good đang trả lời là ok, tốt, tao tốt. Taste là mình đang cảm ơn, ừ, cảm ơn vì đã hỏi. Sau đó, và sau đó and you là mình hỏi ngược lại người ta. Thì ừ, thì mình sẽ tách ra ý như vậy. Nên ví dụ như con trả lời là I'm happy, thank you. Xong rồi, sau đó mình hỏi lại. Thì hỏi lại mình có thể là and you hoặc là how are you. Rồi, còn trong trường hợp kiểu còn trong, còn có những lúc là không có gì để vui hết. Không phải lúc nào cũng vui hết đúng không? Thì á là mình sẽ còn có ở đây cô ra gợi ý thôi nha. Trả lời là I'm fine. Maybe a little bit tired. Tired là mệt á, mệt trong mệt mỏi á. Có những lúc con sẽ thấy thấy mệt đúng không? Thì người ta hỏi thì sẽ bảo là ừ ổn, nhưng mà có lẽ là có một ý là hơi mệt một chút á. Còn same as usual là như bình thường, vẫn như bình thường, không có gì khác biệt cả. Rồi còn cái khúc này là cái mặt khóc nè, thì sẽ là I'm sad because I broke my favorite toy. Là tôi buồn lắm, tôi buồn bởi vì là tôi đã phá hỏng cái món đồ chơi yêu thích của mình rồi. Thì tức là ở đây á, nên á là ok, con vui, mình vui thì mình sẽ nói là vui. Còn lúc nào mà tâm trạng của mình không được vui thì mình sẽ có rất nhiều cách diễn. Bây giờ mình làm lại nha. Thì tức là bây giờ mình sẽ thành một cuộc đối thoại. Ví dụ như là như chưa gặp nhau, bây giờ cô sẽ hỏi con. Xong rồi con trả lời, xong rồi con hỏi lại cô. Hello, how are you? I'm fine, thank you. How about you? Yes, good. So excited to have today. What's your name? My name is Yahi. What's your name? Yes, my name's Trang. You can call me Tracy. And last question, how old are you? How old are you? I am 10 years old. Yes. And ask me. Hỏi lại cô, hỏi lại cô. How are you today? How are you? Giờ bình tĩnh đấy, bình tĩnh nè. Hồi nãy cô vừa mới hỏi con cái gì? Hồi nãy cô vừa hỏi là how old are you đúng không? Con trả lời là I'm 10 years old. Đúng không? Thì mình đã hỏi tuổi mà. Bây giờ hỏi ngược lại cô, hỏi ngược cô chứ. Phải hỏi cô, hỏi cô bao nhiêu tuổi chứ? How are you? Yes, thank you. I'm 29 years old. Tức là ở đây á là cái bài cơ bản thôi, cái này cái cơ bản thôi, nhưng mà ý á là mình sẽ luyện tập song song qua lại. Ví dụ như là cô hỏi con thì con sẽ hỏi ngược lại ha, để cho mình cùng lúc mình sẽ luyện, mình vừa biết cách hỏi mà vừa biết cách trả lời luôn ha.
Rồi. Theo. Rồi. Sau đó là sau khi mà ví dụ hỏi cô với cô hỏi con với cô hỏi xong rồi thì là một người bạn của con đi tới. Sau đó con sẽ giới thiệu người bạn này cho cô ha. Thì ở trong này sẽ là This is my friend. His name is James. Thì là rồi, cái này là giới thiệu này. This is my friend. Đây là bạn của tớ. Đây là bạn của tớ nè. Tên tên cậu ấy là James. Cậu ấy 9 tuổi. Thì ở cái khúc mà đây á là bình thường mình sẽ nói ví dụ con 10 tuổi đúng không? Thì sẽ nói là I'm 10 years old. Nhưng mà mình có thể ngắn gọn lại là I'm 10. I'm 10. Thì á là ở đây á là mình có thể nói là he's 9, là bạn ấy 9 tuổi. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đổi bây giờ nha. Đâu rồi? Bây giờ giả sử như bây giờ ở trong nhà con hiện tại đang có ai? Dạ có hoài à. Bà ngoại hả hay ông ngoại? Dạ bà ngoại. Bà ngoại tiếng Anh là gì? Grandmother. Grandmother. Rồi, tên của bà ngoại là gì? Tên gì? Đừng nói không biết tên bà ngoại là gì nha. Lệ đúng không? Lệ. Ok, Lệ. Rồi, bà ngoại bao nhiêu tuổi? Dạ, 54 tuổi. 54 tuổi là 54. Ủa con học đếm tới số mấy rồi? Dạ, tới số 100. Wow, tới 100 rồi đó hả? Ok. Có cần cô ghi thẳng là 54 ra cho con không? Ghi luôn hả? Đó, tức là đây là cái cấu trúc nha. Sau đó mình sẽ thay đổi vô. Bây giờ Dạ. thay đổi, mình sẽ đổi ví dụ như là đây là T, đây là bạn của tôi đúng không? This is my friend thì mình sẽ đổi thành đây là bà ngoại của tôi thì là gì? This is my This grandmother. Ừ. is my grandmother. Đúng rồi. Rồi. Bởi vì bà ngoại là con gái là nữ, lộn, bà ngoại là nữ thì mình sẽ là thì chỗ này his name thì chỗ này mình sẽ sửa là C her name. Her name. C Từ từ. Mình sẽ không dùng si từ nha. En nha. Thì lý do á, là tại vì á, là si si á, là cũng chỉ để nữ nhưng mà từ si là nữ thì đây là hi, tức là mình sẽ gọi là sao nhỉ, khi nó dùng chủ ngữ như bình thường á thì nó là mình sẽ dùng si với hi, nhưng mà ở đây á là cái chủ ngữ là his name, tức là tên của anh ấy, ở đây là đang chỉ sở hữu. Con có nhớ không, ví dụ như là bình thường sẽ là ai đúng không, là tôi là ai, nhưng mà Hả? của tôi là sở hữu thì phải là my, Mai. nhớ không, nhớ chưa, nhớ chưa? Rồi. Rồi bây giờ giả sử như mình đang nói là bạn đi, bạn là you đúng không, Dạ. nhưng mà của bạn, ví dụ như là cái cặp của bạn, cuốn sách của bạn thì sẽ là sở hữu thì là cái gì? Mai. Ừ, mai là của tôi. Từ từ nha, từ từ nhớ lại, từ từ nhớ lại, không có gấp. Mai là của tôi. Đây. Do. Nó là do luôn. Còn you are là bạn là rồi.
Cứ từ từ, không gấp nha. Cô đang nhắc lại thôi, từ từ. Cái nào mình không nhớ thì từ từ mình nhớ ha. Thì nếu như cái này sẽ là her. She là cô ấy, thì là her là của cô ấy. Ví dụ như là cuốn sách của cô ấy thì mình sẽ nói là her book, được chưa? Còn tôi là ai mà cuốn sách của tôi thì sẽ là my book. Rồi, còn you là bạn thì cuốn sách của bạn sẽ là your book. Thì ở đây á, là he là anh ấy, là nam, anh ấy là nam, thì cuốn sách của anh ấy là his book. Đây, đúng rồi. Thì bây giờ đây là cuốn sách đúng không? Bây giờ là bạn đi, bạn của anh ấy thì sẽ là his friend, được chưa? Rồi, thì tương tự như vậy là cuốn sách của tôi sẽ là lột người bạn của tôi, my friend. Bạn của tôi tên gì? Bạn bạn của tôi sẽ là my friend. My Đúng rồi. Rồi, bây giờ ở trên câu cấu trúc này đúng không? Thì his name is James, tức là tên của cậu ấy, tên của bạn ấy tên là James. Thì ở đây là con muốn giới thiệu về bà ngoại của mình đúng không? friend. Thì bà ngoại được là C, đúng rồi. Nhưng mà đây sẽ là tên của bà ngoại, là tên của cô ấy thì sẽ là her name. Her name is Good job, well done, well done. Yes. Rồi bây giờ mình tới tuổi nè. Continue. Giờ tới tuổi nè. Ở chỗ này là he is nice. Bây giờ con sẽ nói đó là bà ngoại thì là cô ấy là 54 tuổi thì sẽ là Lệ. 15-4. mình sẽ nói luôn là CE54. CE Bây giờ 15-4. 54. Rồi, bây giờ nãy thử cho, bây giờ cô sẽ bô này cho con rõ hơn nè. Đó, để nhớ. Thì cái khúc chỗ này á là friend, là con sẽ đổi, mình sẽ đổi thành tên bà ngoại đúng không? Her name. His. Đây. Bây giờ nha. Bây giờ cô sẽ ghi lại cho con rõ hơn nè. Đọc lại. This is my my yes and chỗ này sẽ grandmother. là sở hữu, sở hữu tên của cô ấy thì sẽ là Her. her. Lỗi trên tạ. Her name Lệ. is Lệ. Rồi, đúng rồi. And chỗ này là he is nice thì he sẽ tương he là nam thì bây giờ qua nữ, nữ sẽ là C. yes. C54. Years old đi. 15. 54 years. Nói cho dài chút nghe cho nó hay chút. Ha. Rồi. Bây giờ đọc lại đi, đọc lại đi. Bây giờ đâu rồi, con giả bộ như bà ngoại ở một bên hướng hướng. Giả bộ như bà ngoại đang đứng gần con đi, xong rồi con giới thiệu cho cô là bà ngoại của con. Sao? Đây đây là bà ngoại của con nè đó.
Hay là cô làm trước nha. Hay là cô làm mẫu trước. Cô làm mẫu Dạ. trước nha. Ừ, thì cô thì tại là cô đang sống với bạn. Thì cô sẽ đây là bạn cô ha. Bạn cô thì bằng tụi cô. This is my roommate. Friend đi ha, friend đi. Roommate là bạn cùng phòng. Thì cô sẽ nói bạn thôi cho con dễ. This is my friend. Her name is Mai Phương. She is 29 years old. Xong. Ừ. Thôi bây giờ giới thiệu cho cô đi chứ cô tò mò quá à, giới thiệu cho cô bà ngoại đi. This is grandmother. Her name is Lệ. She is 15 4 you are. Vậy nha. Rồi xong rồi đúng không? Ok. Cô sẽ có hai nhận xét thế này, có nhận xét thế này. Thứ nhất là hồi nãy con nói á là this is grandmother. Đúng không? Bây giờ nói thẳng ra tiếng Việt đó là đây là bà ngoại, nhưng mà bà ngoại của ai vậy? Là mình phải thêm vô là bà ngoại của con chứ không lẽ đâu phải là bà ngoại của cô đâu. Thì sẽ là this is my grandmother, thì mình sẽ thêm sở cách vô là my để biết là bà ngoại của con chứ không phải bà ngoại của cô, cũng không phải bà ngoại hàng xóm. Ừ, thì mình sẽ lưu ý cái đó nha. Ừ. Rồi her name là ok 50 chứ không phải là 15. Hồi nãy cô nghe con nói là 15 á, 15 là 15 thôi. Do nó ngoại trẻ nhưng mà ừ, đừng nói ngoại 15 tuổi. Rồi sẽ là she's 54 years old. Thì là years old á, nhưng mà tại vì đằng sau có s á, thì mình nối ra một chút years old. Ừ. Thì là cái tương tự nha. Ví dụ như là con có thể thay, mình sẽ thay. Ví dụ như là con có em trai không? Em trai em gái gì không? Có không? Ý là con có anh chị em gì không? Không. Vậy là có một mình con mới hả? Ok. Ừ, có mình con thì chỉ có thể giới thiệu được bà ngoại thôi. Ừ. Ý là ví dụ như là giới thiệu mẹ con đi ha, giới thiệu mẹ con đi. Ví dụ như mẹ con ở ngay bên cạnh con luôn. Ví dụ như mẹ con ở ngay bên cạnh con luôn. Bây giờ con giới thiệu với bạn á, bảo là đây là mẹ của tớ nè, mẹ của tớ tên là gì đó. Xong rồi mẹ của tớ ừ thì bao nhiêu tuổi, ví dụ vậy. Thì chỗ này thì mình sẽ đổi làm sao? Bây giờ cái này cô móc lên đây. Giả bộ như là giới thiệu mẹ đi. Ừ, đây là mẹ của tớ đi. Thì con sẽ nói sao? À, bây giờ thông tin trước. Bây giờ thông tin. Ừ, sao nào? Mother. Rồi, đúng rồi. This is my mother. Rồi, mẹ This cũng is my mother. mother. Rồi. Name is what? Name is Hằng. Hằng. Ok. Hằng. Ok, cô ghi không giấu luôn. Hằng. She's how old is she? How old is she? Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? 33. 33. Sao tự nhiên cô quên mất cái chữ thirsty rồi? Nói nhiều quá. 33 hả? Rồi vậy đi. 33 years old. Rồi, bây giờ giới thiệu cho cô, giới thiệu mẹ cho cô. This is my mother. Ừ. Her name is Hằng. Dạ. She is 33 years Yes. Đúng rồi. Well done. Rồi ha. Thì như vậy á là tương tự là con có thể
giới thiệu những người khác. Ví dụ như là giới thiệu bố nè, hoặc là ví dụ như là con ở nhà với bà ngoại đi, xong rồi là bạn con tới chơi thì con sẽ giới thiệu với bà ngoại, đây là bạn con nè, bao nhiêu tuổi, tên là gì. Rồi. Trời ơi, hát nhanh ghê. Con học số đếm chưa? Học không? À không, học how many là con học rồi đúng không? Dạ. Mình ôn lại nhanh một chút ha. Mình ôn lại nhanh một chút. Tại thời bốn bây giờ là 4:29 thì tới 4:30. Nhưng mà hồi nãy cô vô muộn, hồi nãy là bị trục trặc khúc đầu một chút xíu á, thì mình sẽ học thêm một chút ha. Thì mình ôn lại Dạ. nhanh thôi. Cái này là con muốn ôn lại học đếm bài hát 1 đến 20 không? Muốn không? Không thì mình bỏ qua. Còn những phần đằng sau lắm. Bữa sau cũng được. Thôi nghe 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 bài hát cho vui ha. Ê, hát theo Dạ. nha, hát theo nha. Con nghe âm thanh không? Nghe Ok. Rồi hát theo nha. Tôi bật loa to đó. From 1 to 20. 1 Lâu lâu mình nghe mình ôn lại. Rồi, thì cô sẽ lướt nhanh thôi. Còn phần cái khúc sau thì làm. Thì mình sẽ how many là hỏi bao nhiêu cái. Đúng không? Nè. Rồi, thì này á, thì mình sẽ ôn lại một chút ha. How many, bây giờ cô sẽ đố con nha. Dạ. Bây giờ, how many cars are there? Là trong bức hình này nè, bây giờ con nhìn vô là có bao nhiêu cái xe ô tô? Deo Naika. Yes, ok, đúng rồi. There are nine cars. Thì á Cars. là thì how many cars are there? Thì ở đây á là cô sẽ cho con một, mình sẽ nâng nó lên một chút, là how many cars are there là ok, là hỏi có bao nhiêu cái xe ô tô đúng không? Nhưng á là để cho rõ ràng hơn, tức là mình hỏi không không vậy cũng được, nhưng mà để cho rõ ràng hơn mình sẽ nói là có bao nhiêu cái xe ô tô ở trong cái bức hình, thì nó sẽ là how many cars are there in the picture. Thì ở chỗ này nè, là cars là muốn hỏi, con muốn hỏi là có bao nhiêu cái nào, bao nhiêu cái xe ô tô, thì ở đây là cars đúng không? Nhưng mà sẽ nói rõ là cái cars ở trong cái bức hình, chứ không phải là in the picture, thì là ở trong cái hình, là trong cái hình vừa rồi này của mình nè, tức là để cho nó rõ ràng hơn. Thì ở đây mình sẽ thay thế, thì ở đây mình sẽ là cars này á, là mình không có hỏi xe ô tô nữa, mình hỏi là có bao nhiêu người, là people. Ở đây mình sẽ để số nhiều là people. Còn in the picture thì trong bức hình thì mình sẽ nói là có bao nhiêu người trong gia đình của bạn, thì mình sẽ có câu how many people are there in your family. Rồi bây giờ cô hỏi con nha, how many people are there in your family?
đếm bây giờ đếm three people rồi who are they, có những ai vậy? Có những ai, có những ai trong nhà con, có những ai? Grandmother. Grandmother one. Okay. What else? Mother. Mother. Rồi ai nữa? Rồi con hả? Dạ. And me. Và tôi, và tôi. And me. And me. Rồi. Thì ở đây á là bây giờ, bây giờ trong bức hình nha, bây giờ trong bức hình xem thử có bao nhiêu người. How many people are there in the picture? Có bao nhiêu người trong bức hình? Seven people. There are seven people in the picture. Repeat again. Nói lại đi, nói lại. Rồi, giờ cho gợi ý này đó. Ừ. Rồi, thì how many people are there in your family? Ui, thiếu mất question mark rồi, thiếu dấu chấm hỏi rồi. Ok. Thì sẽ là there are seven people. Mình sẽ trả lời đầy đủ mà. Đâu phải là bây giờ tiếng Việt của mình trả lời không nó bị cục lắm. Giống hỏi là Gia Huy ơi, nhà con có bao nhiêu người? Gia Huy trả lời 7 người. Thấy buồn không? There are thấy seven không? People in my family. Có những ai thì mình sẽ liệt kê ra. Grandfather. Father, grandmother, father, mother, elder sister, elder sister, younger brother, younger brother, and me. Thì á là mình ở đây mình sẽ Gia Huy nhớ hộ cô nha. Hai thứ nhất á là mình sẽ trả lời nguyên câu luôn. Thì người ta, mình nguyên câu luôn là there are seven people in my family. Ví dụ hồi nãy con trả lời của con là ba người đúng không? Thì sẽ là there are three people in my family. Yes. Who are they? Liệt kê ra có những ai luôn. Grandmother, mother, and me. And yes. Good job. Rồi đúng rồi. Đó, thì là mình sẽ nói luôn. Mình sẽ cố gắng trả lời câu đầy đủ luôn. Lịch sử mà. Với lại cho nó rõ ràng chứ trả lời cục cục không nó hơi mất lịch sự một chút. Thì sẽ trả lời đầy đủ luôn ha. There are three people. Bây giờ hỏi cô đi, hồi nãy cô hỏi Gia Huy rồi, bây giờ Gia Huy hỏi cô đi. How many people are three in your family? Đợi cắn này ra cho thấy nguyên giá hàng nè, thấy nguyên hàng đi ha, con thấy chữ không? rồi how many people are there in your family are there, chứ không phải là three. Yeah. How many people are there in your family? There are four people in my family. Father, mother, younger brother and me. Thì ở đây nha, cô sẽ giới thiệu cho con. Elder sister là
chị em gái đúng không? Yeah. Sister là chị em gái, có thể là chị gái, có thể là em gái. Thì ở đây mình sẽ rõ hơn là ok, là con gái đó, nhưng mà lớn tuổi hơn mình hay là nhỏ tuổi hơn mình. Thì như vậy á, là mình sẽ có đâu rồi? Bây giờ elder thì sẽ là lớn tuổi hơn, hay còn gọi là older. Còn old là không biết cái, còn younger là sẽ là trẻ hơn. Ví dụ như là ở trong này em, con thấy là ở trong này nha, nhìn bộ tên của cô là thấy có một bạn nam vậy đúng không? Dạ. Yeah. Thì đây là lời của bạn nói á, thì bạn nam này là có một chị gái, bạn này cao hơn nè, thì đây là chị gái của bạn. Xong Yeah. rồi cái này là một em trai, thì chị gái lớn tuổi hơn bạn thì bạn sẽ nói là elder sister. Tại vì nếu như bạn chỉ nói là một sister không thôi á, thì là mình sẽ hiểu là bạn có chị hoặc em gái, nhưng mà không biết là chị hay em gái cả. Thì phải nói là elder sister thì là chị gái. Và giả sử như ừ, còn nếu như em gái sẽ là younger sister. Younger sister. Ừ, là em gái. Younger là trẻ hơn. Giống như là từ ừ, younger là trẻ hơn á, nên tức là sister là chị em gái, nhưng mà người đó nhỏ tuổi hơn, trẻ hơn, thì đó là em gái. Thì bây giờ em sister, younger sister là em gái. Bây giờ em trai thì là gì? Em trai. Em trai thì đối với Huy á, em trai thì sẽ là gì? Younger brother. Good job. Đúng rồi. Younger brother. Rồi, mình học elder đi, bỏ older đi. Rồi, elder là lớn tuổi hơn, dạ hơn. Thì bây giờ mình sẽ có cái này bạn có chị gái đúng không? Thì là chị gái sẽ là elder sister. Còn bây giờ anh trai thì là gì? Anh trai là elder brother. Elder brother. Rồi đúng rồi. Nhầm. Cô gọi nhầm. Ừ đúng rồi. Nên á, hồi nãy cái câu trả lời của cô là there are four people in my family. Father, mother, younger brother and me. Thì có nghĩa là nhà cô có bốn người, bố, mẹ, em trai và cô. Rồi. Ok, vậy là coi như là hôm nay ha, chốt buổi hôm nay đi. Chốt buổi hôm nay thì mình đã học. Mình ôm lại ba vấn đề. Cái thứ nhất á, là mình chào hỏi nhau nè, mình chào hỏi nhau thì mình sẽ là khi mà người khác hỏi mình thì mình sẽ trả lời mình cảm ơn, và sau đó là mình sẽ hỏi ngược lại người ta. Dạ. Ha. Ừ. Rồi. Và vấn đề thứ hai đó là cái cách mình giới thiệu người khác. Mình có thể giới thiệu bạn, hoặc là giới thiệu bà ngoại, giới thiệu mẹ. Là mình sẽ giới thiệu đây là, ví dụ đây là bà ngoại nè, rồi tên, tuổi ha. Và cái điểm thứ ba đó là mình sẽ hỏi là bao nhiêu người trong gia đình, thì mình sẽ liệt kê ra. Và mình cũng sẽ nhớ đó là elder là chỉ người lớn tuổi hơn nè, ví dụ như là elder sister, elder brother là anh và chị. Còn younger brother, younger sister thì sẽ là em gái, em trai. Dạ. Hết rồi. Ừ, con có gì cần hỏi không? Không hả? Ừ, ok. Vậy thôi, cảm ơn Gia Huy nha.
Hôm nay mình kết thúc ở đây. Ừ. Ừ. Mấy giờ còn ăn cơm? Dạ, 5 giờ. 5 giờ. Ôi giờ chuẩn bị ăn cơm rồi. Vậy thôi giờ tắm rửa ăn cơm. Dạ. Ừ, giữ cho sức khỏe nha. Bữa nay dịch ghê quá. Ê, con có ở Hồ Chí Minh không? Dạ, con ở Phan Thiết. Ở Phan Thiết hả? À? Ừ, Phan Thiết đỡ. Cô ở Hồ Chí Minh mà đường của cô bị phong Dạ. tỏa. Cô quên mất màu bầu trời màu gì rồi đó con. Không ra khỏi nhà luôn. Ừ vậy thôi nha, tắm rửa ăn cơm ha. Bye bye Giao Huy nha, cảm ơn con. Ừ, bye bye. Bye bye, see Goodbye, you again. Yes, see you. Nói đi, see see you. you. Ừ, là hẹn gặp lại lần sau á. Ừ, rồi, bye bye con.